Ok, chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ đưa anh em đi đánh thêm một tổ ong nữa. Tôi chuẩn bị chiến. Tôi là người quay phim cho ông bạn của tôi, ông đánh. Rồi, giờ đang công tác chuẩn bị đây. Tôi cũng mặc quần áo và đã xong rồi, tí cầm máy quay lên. Ông bạn ông kiểu như người ngoài hành tinh ấy. Đây này, lên trước cho anh em xem tổ ong đã này. Đây anh em nhá. Đây tổ ong mà anh em tôi chuẩn bị đánh này. Thôi ok. À đây bạn trực tiếp chơi đi. Kệ cho là tấn công. Thoải mái đi. Con này chắc là ba lớp, nhưng mà lớp cuối là lớp nhỏ không có gì. Đó. Ba lớp đúng không bạn? Ok. Lấy nhẹ nhàng thôi nhé, không vỡ đấy anh em ạ. Không phải là cái gì mà làm nhanh được đâu. Cái gì cũng phải rất chi là từ từ. Mẩy không bạn? Mẩy đúng không? Ok, quá đẹp. Quá phê luôn bạn ạ. Quá phê luôn. Quá phê luôn. Ok, tổ này quá đẹp này. Tổ này quá là đẹp luôn. Tổ này mà bắt được về thì phải nói là phát triển cực là ác luôn. Chính xác. Cái này mà bắt được về nhà mà nuôi ấy thì quá đẹp luôn bạn ạ. Tròn đẹp. Ok ok. Anh em tôi rút lui. Ôi giời. Rồi. Anh em tôi đã di chuyển ra cái chỗ mà an toàn, có thể bỏ được quần áo. Nó hết ra, chạy hết rồi. Xem bạn. Ok. Hết rồi. Ok. À vẫn còn bạn. Không sao. Kệ lại. Mấy con đấy là vừa mới phát triển đúng không? Con đấy thì đấy, nó còn mấy con trong này này. Ở trong cái. Con này kệ. Ok, bỏ quần áo được rồi nhỉ. Ông vẽ này nó cũng cho bạn lên. Nóng quá anh em ạ. Làm ninja có một tí thôi mà toát hết cả mồ hôi. Này tôi đoán nó tầm 4 lạng. 6 lạng à? 6 lạng. Rất chi là mẩy anh em ạ. Quá đẹp luôn. Ok, thành quả. Đây hôm đây là ông bạn hôm trước là cho tôi mượn cái bộ quần áo đây để đi làm ông bạn ông dụ dỗ mình cho nên là thành ra mình lại phải mua một bộ quần áo để đi chơi. Ok. Anh em tôi lại tiếp tục đi trong chỗ này. Anh em tiếp tục lại đi di chuyển sang bên kia. Và đi lên cái đỉnh tiếp bên kia nữa. Để tìm và đánh tiếp. Tôi sẽ cắt bớt những cái cảnh mà tôi đi tìm đi. Và giờ tôi sẽ quay mỗi cái cảnh mà anh em tôi đánh nữa thôi. Để cho anh em xem nó đỡ nhàm. Ok anh em. Hiện tại chúng tôi đã lại tìm được một tổ nữa rồi.
Rồi quả này là trận quả này là tôi chắc chắn là tự tay tôi đánh này. Không có dành phần của thằng bạn. Giờ dành phần của thằng bạn. Rồi ok cho thằng bạn quay. Quay bạn. Như con robot. Người ngoài hành tinh đấy. Để cho bạn ơi. Đây đây bạn, bạn đã cầm để tôi mặc áo cái nào. Chắc chắn cho bạn ơi. Bạn thấy không? Nói chung là do cái địa hình nó không được thuận lợi cho lắm. Nên là tôi chỉ quay ông bạn của tôi chiến đấu thôi. Được chưa bạn ơi, bạn à. Phải rõ cho bạn ơi. Đây bạn vạch hẳn ra đi. Ok. Từ từ bạn ơi. Đây nha các bạn nha. Cổ này cũng rất là đẹp luôn. Để toàn lắm anh. Đây. Bắt đầu tấn công rồi. Ok không ạ? Nó mắc nhiều. Mắc thì bạn cứ giật từ từ thôi. Có cái tổ này cũng ổn đúng không? Tôi nghĩ là nó không mẩy như tổ này. Nó bị ấy rồi. Tổ nó cũng mẩy hơn. Chắc chắn là tổ nó to hơn. Ok bạn chụp trước đi. Đây tôi cầm cho bạn này. Cái ấy của bạn nó hơi bị mờ. Đây nha các bác nhá. Địa hình nó không được thuận lợi cho lắm nên là rất là khó. Nó hơi dốc. Nên là tôi phải lăn lê bò càng. Giữ lấy cái tổ ong. Người thì có thể ngã nhưng mà tổ ong thì không. Không được phép rơi. Không được phép rơi. Rất là vất vả trong những cuộc hành trình của anh em chúng tôi. Nhưng mà thấy ong là vui rồi. Là sung sướng rồi. Không cần biết là mệt cỡ nào nhưng mà được ong và thấy ong là sung sướng lắm rồi. Ok bạn ơi, bạn bỏ ra đi. Nhìn ông gì à? Nhìn ông gì? Như tổ kiểu là ông đi sông hơi. Đi sông hơi. Đánh cái tổ ong này nó hơi bé thôi. Bên ngoài nó đang làm rất to rồi nhưng mà bên trong này nó chưa phát triển. Nhưng mà nó phải nói là nó rất mẩy. Đây bạn ơi. Ok. Không phải là ít đâu. Bạn cởi quần áo đi. Không mang kính như là tôi. Tôi vừa phê mồ hôi mà lại vừa phê nước đái của nó. Rồi ok. Tôi lại dừng tiếp để tôi lại hành trình tiếp. Anh em tôi lại hành trình làm sao để hôm nay kiếm được phải được tầm chục tổ đi. để làm sao để bỏ cái công mà anh em tôi bỏ sức để leo lên bao nhiêu cái ngọn đồi treo leo để mà có thể tìm và quay được clip lại cho anh em. Ok. Đây do cái địa thế mà anh em bọn tôi đánh hai cái tổ ong đất.
và không tài gì để quay được. Nó dốc như thế này, dốc như cái vách này. Đấy, hai cái tóm đó. Rất chi là tuyệt vời, rất mời. Cái này mà anh em uống rượu thì thôi rồi, chắc phải bỏ ra vài lít để uống. Ở trong này nữa nhá. Rất nhiều, hôm nay anh em tôi gọi là đi rất chi là may. Gọi là may đi. Rất chi là mệt. Bây giờ là quá mệt. Quá mệt rồi, bây giờ là 11 rưỡi rồi. 11 giờ 25. Thôi, dừng tạm đã. Rồi, bây giờ là hơn 12 giờ trưa nha anh em nhá. 1 giờ rưỡi rồi. 1 giờ rồi á? Ừ. Nhá. Anh em tôi lại bây giờ lại thấy thêm một cái tổ nữa. Đây là tổ thứ 5. Đây, anh em tôi giờ bắt đầu lại chuẩn bị để chiến đấu tiếp đây. Cái tổ này rất to. Thì nữa tôi sẽ trực tiếp tôi lên quay trước cho anh em xem lại cái tổ của nó. Đấy. Mệt nhưng mà rất chi là vui. Phải nói với anh em là từ sáng tôi chưa ăn cái gì cả. Hai anh em tôi chưa ai có gì bỏ vào bụng cả. Thôi, mặc áo đã. Lúc mình quất một hộp sữa nhưng không phải căng căng. Xong rồi đi một lúc thì nó ra mồ hôi hết luôn. Ok cho bạn. Ok. Rồi 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 bạn ơi. Ok. Tôi chiến nhanh như này. Rồi. Ok bạn lên tôi đi. Ok. Đây, giới thiệu với anh em đây là cái tổ ông mà anh em tôi vừa thấy đây. Cái chi đào to. Đó. Rất to nha. Chính rồi. Wow. Mẩy không? Quá là mẩy anh em ạ. Để cân không bạn ơi? Chắc không được. Chắc là... để cắn nó được không? Ok. Nó chưa làm hết nhỉ? Nó mới mở rộng tổ thôi nhỉ? Ừ, chưa được hết. Nếu mà tổ nó cứ to như thế này mà được khoảng 3 lớp to như này thì quá tuyệt vời luôn. Ok rồi bạn ơi. Ừ ok, đi xuống nhá. Ok. Tôi vừa bị con ong nó đái vào mặt nên đây là hắt xì. Hắt xì lên. Nó lăn một phát ra tận đằng kia. Vất vả lắm anh em ạ. Để kiếm được tí mồi với lại làm được được cái clip cho anh em xem thì rất là vất vả. Rất chi là nóng. Đẹp chưa? Rất chi là mệt. Cẩn thận con kia nhá. Không được bằng mấy tổ kia đâu bạn. Ừ,
bởi vì nó nằm sát đất quá, mà nó giờ nó làm tổ to nhưng mà nó vẫn chưa đẻ. Ok. Ok. Thành quả của anh em tôi đây. Tất cả là 6 tổ. 6 tổ, 3 tổ đất, 3 tổ ong bò vẽ. 2 túi đầy. Giờ đến đỡ. Không có lạc khô à Hoài? Hoài ơi, không có lạc khô. Nào. Ừ, cái này được. Rồi hai anh em về chết đói, về ăn tạm cái này.